Sáng ngày 19 tháng 5, thêm 30 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Ninh và Bắc Giang có 26 ca. Bản tin sáng ngày 19 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 30 ca mắc COVID-19 trong nước tại 4 tỉnh, thành phố, trong đó riêng Bắc Ninh có 16 ca, Bắc Giang là 10 ca. Số ca mắc đều ghi nhận tại khu vực cách ly phong tỏa thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam. Tính từ 18 giờ ngày 18 tháng 5 đến 6 giờ ngày 19 tháng 5, có 31 ca mắc mới, bệnh nhân 4.513 đến 4.543. Một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, 30 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh 16 ca, Bắc Giang 10 ca, Lạng Sơn 3 ca, thành phố Hồ Chí Minh 1 ca. Trong đó, số ca mới trong khu cách ly là 8 ca, số ca mới trong khu vực được phong tỏa là 22 ca. Tính đến 6 giờ ngày 19 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 3.072 ca ghi nhận trong nước và 1.471 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.502 ca. Tính đến ngày 18 tháng 5 năm 2021, cả nước đã thực hiện xét nghiệm RT-PCR được 3.324.043 mẫu, tương đương với 4.398.533 lượt người được xét nghiệm, trong đó từ ngày 29 tháng 4 đến nay đã thực hiện được 548.538 mẫu, tương đương với 871.594 lượt người. Số ca mắc Covid-19 của thế giới, cả thế giới có 164 triệu 850.287 ca mắc, trong đó có 143.684.954 ca đã khỏi bệnh, 3.416.888 ca không qua khỏi và 17.748.446 ca đang điều trị. Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 578.137 ca, số ca không qua khỏi tăng 12.665 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 16.442 ca, trong đó Malaysia tăng 4.865 ca, Philippines tăng 4.487 ca, Indonesia tăng 4.185 ca, Thái Lan tăng 2.473 ca, Campuchia tăng 345 ca, Lào tăng 49 ca, Singapore tăng 38 ca. Thông tin chi tiết các ca cá mắc mới. Một ca cá cách ly ngay sau khi nhập cảnh ca bệnh 4.513 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân là nam, 41 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Bỉ, ngày 15 tháng 5 từ Qatar nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 17 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi. 30 ca mắc ghi nhận trong nước, Ca bệnh 4514 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh là nam, 35 tuổi, địa chỉ tại thành phố Thủ Đức, đang được tiếp tục điều tra thông tin dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 18 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi. Ca bệnh 4515 đến 4517 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn. Một ca là F1 của bệnh nhân 3482 và hai ca là công nhân khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Ca bệnh 4.518 đến 4.533 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, 13 F1 trong khu phong tỏa và 3 F1, bệnh nhân 3.277 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 4534 đến 4543 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang, 9 F1 liên quan đến khu công nghiệp Vân Trung và 1 F1 của bệnh nhân 4244 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Tình hình điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 37 ca, lần 2 là 29 ca, lần 3 là 23 ca. Số ca không qua khỏi là 37 ca, số ca điều trị khỏi là 2.687 ca. Số người cách ly, Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 121.010 người. Bộ Y tế điều ekip hồi sức chuyên sâu về ECMO, thở máy, hỗ trợ Bắc Ninh điều trị bệnh nhân COVID-19. Để hỗ trợ Bắc Ninh điều trị bệnh nhân COVID-19, hạn chế chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh, đề nghị Bệnh viện Bạch Mai cử ngay kíp chuyên môn hồi sức tích cực chuyên sâu về ECMO, thở máy, hỗ trợ tại chỗ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, triển khai kỹ thuật này tại bệnh viện. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh, đến nay đã ghi nhận 297 ca bệnh và đã có ca bệnh diễn biến nặng, để tăng cường năng lực điều trị các ca bệnh nặng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như ECMO, thở máy, cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị. Bệnh viện Bạch Mai cử ngay kiếp chuyên môn hồi sức tích cực chuyên sâu về ECMO, thở máy, hỗ trợ tại chỗ cho bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh triển khai kỹ thuật này tại bệnh viện. Sở Y tế Bắc Ninh tập trung tối đa mọi nguồn lực để điều trị, chăm sóc toàn diện người bệnh COVID-19, hạn chế tới mức thấp nhất khả năng tử vong. Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội trần liên khoa trong bệnh viện, hội trần liên viện đề xuất hội trần quốc gia khi cần để xin ý kiến điều trị tốt nhất cho người bệnh. Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo các đơn vị điều trị COVID-19 thường xuyên cập nhật diễn biến của ca bệnh COVID-19 theo chỉ đạo tại công văn số 1651 CV BCDQG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc báo cáo trực tuyến tại các địa chỉ cdc.kcb.vn tình hình thu dung, cách ly, xét nghiệm, điều trị và ghi nhận người bệnh COVID-19 tại các cơ sở y tế. Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22 giờ đến 5 giờ khi không có việc cần thiết. Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22 giờ đến 5 giờ khi không có việc cần thiết để ngăn COVID-19 lây lan giữa bối cảnh ca bệnh tại tỉnh này vẫn chưa xác định được nguồn lây. Chiều tối ngày 18 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Liên quan đến ca mắc Covid-19 là giáo viên tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, ngành y tế thành phố Hải Phòng đã truy vết 34 trường hợp F1, đã lấy 22 mẫu xét nghiệm, đến thời điểm này thì 19 trên 22 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, hiện 3 mẫu đang chờ kết quả. Các địa phương đã khử khuẩn, tạm thời phong tỏa nhà và một số địa điểm ca bệnh đến làm việc giao dịch. Tại cuộc họp trực tuyến của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác phòng chống dịch bệnh, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận các địa phương đã phản ứng nhanh, kịp thời sau tình huống xuất hiện trường hợp dương tính trên địa bàn thành phố. Lưu ý việc ca bệnh tại Hải Phòng hiện chưa xác định được nguồn lây. Ông Trần Lưu Quang yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở ban ngành, đơn vị phải nâng cao mức độ cảnh giác trong công tác phòng chống dịch, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Trước đây chúng ta thống nhất với nhau trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 là phải nhanh hơn, cao hơn một cấp độ so với Trung ương. Bây giờ đề nghị thêm một nguyên tắc nữa là đặt trong tình thế xấu hơn, cực đoan hơn. Chúng ta tuyệt đối không được lơ là trong bất cứ tình huống nào. Chúng ta sợ nhất bây giờ là không biết F0 ở đâu. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tăng cường và siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22 giờ đến 5 giờ khi không có việc cần thiết, không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc. Người dân có biểu hiện ho sốt, khó thở, viêm đường hô hấp không tự mua thuốc điều trị mà phải liên hệ ngay với trạm y tế nơi đang lưu trú để được hướng dẫn khám điều trị và làm xét nghiệm. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống giải khát trên địa bàn thành phố Hải Phòng dừng phục vụ khách tại chỗ, chỉ bán hàng mang về nhà. Thành phố Hải Phòng cũng tạm dừng hoạt động của các quầy kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tại các chợ và trung tâm mua sắm, các phòng khám tư nhân, chuyên khoa răng hàm mặt, tai mũi họng, các đám cưới, đám hỏi, đề nghị các đám hiếu hạn chế tối đa số lượng người tham gia và phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tạm dừng hoạt động xe buýt, xe chở khách công cộng, hoạt động đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố, các hãng taxi chỉ hoạt động 30% số đầu xe, không trở quá 50% số ghế trên xe. Đối với các xe vận tải hàng hóa, chỉ được bố trí tối đa một lái xe và một phụ xe. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng dừng tiếp nhận khách mới. Bắc Giang ghi nhận 400 ca F0 chỉ trong một tuần. Bộ trưởng Bộ Y tế thúc giục đuổi theo dịch. Sáng ngày 18 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã dẫn đoàn công tác của Bộ Y tế đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Chúng ta phải làm mạnh còn hơn đuổi theo dịch. Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết hiện nay tỉnh Bắc Giang đã tiến hành giãn cách theo chỉ thị 15 đối với 4 huyện, trong đó có huyện Việt Yên và một phần huyện Yên Dũng là nguy cơ nhất. Ba xã đã cách ly theo chỉ thị 16 đêm ngày 17 tháng 5. Đối với những chỗ nguy cơ nhất, tỉnh thực hiện giãn cách vòng ngoài nhưng cách ly bên trong, cách ly nhà với nhà. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thông tin, ông Lê Ánh Dương cũng cho biết tại các khu công nghiệp của tỉnh, thành phần công nhân rất phong phú đa dạng. Do đó chúng tôi phải quyết định cách ly toàn bộ huyện Việt Yên để công nhân không tỏa đi các tỉnh, không về quê. Đây là nơi có nguy cơ nhất, tập trung đông, công nhân. 100.000 người đến từ 57 tỉnh thành trên cả nước. Hiện Bắc Giang đã gửi danh sách cho các tỉnh để tiến hành giám sát. Khu nhà trọ quanh khu công nghiệp Quang Châu cũng đã được phong tỏa, đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 28.000 người dân, mới phát hiện ca bệnh liên quan đến ổ dịch trong công ty chưa lan rộng ra cộng đồng, ông Lê Ánh Dương thông tin. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 với những khu vực nguy cơ, chúng ta phải làm mạnh còn hơn đuổi theo dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị tỉnh xét nghiệm ngay vòng thứ hai từ nay đến cuối tuần. Tình trạng báo động cao nhất Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số nhà máy, xí nghiệp, đông công nhân làm việc trong môi trường kín, tỉnh Bắc Giang đã tạm dừng hoạt động của các khu công nghiệp, thực hiện phong tỏa toàn huyện Việt Yên và ba xã lân cận của huyện Yên Dũng, nơi có công nhân ở trọ, nhằm hạn chế tình trạng công nhân ở khu công nghiệp trở về các tỉnh thành khác. Tuy nhiên trước đó đã có những công nhân hàng ngày đi về Hà Nội, Bắc Ninh và một số tỉnh khác nên những địa phương này đã ghi nhận một số ca mắc liên quan. Huyện Việt Yên có khoảng 100.000 công nhân của 57 tỉnh thành đấy làm việc, chỉ chiếm 1 phần 3 dân số toàn huyện. Các huyện khác là Lạng Giang, Lục Nam và các thị xã, thị trấn còn lại của huyện Yên Dũng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Đến sáng nay, tỉnh Bắc Giang ghi nhận hơn 400 ca mắc Covid-19 tại hai khu công nghiệp đều nằm trên địa bàn huyện Việt Yên. Ổ dịch tại khu công nghiệp Vân Trung liên quan đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sau đó lây sang khu công nghiệp Quang Châu. Dự báo số công nhân có kết quả xét nghiệm dương tính tại tỉnh Bắc Giang tiếp tục được ghi nhận ngày hôm nay khi tỉnh này hoàn thành hơn 70.000 mẫu xét nghiệm trong thời gian tới bắc giang vẫn đối mặt với tình trạng tiếp tục gia tăng ca nhiễm theo bộ trưởng tình hình dịch tại bắc giang có nhiều điểm khác biệt dịch xảy ra ở khu công nghiệp đặc biệt là tại các nhà máy số ca nhiễm tăng nhanh trong một thời gian rất ngắn Tính từ ngày 8 tháng 5, tỉnh đã phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên và sau hơn một tuần thì đã phát hiện hơn 400 ca F0, kéo theo đó là số F1 tăng rất nhanh, gây áp lực lớn về cách ly và điều trị. Dịch từ một nhà máy, một khu công nghiệp đã lan ra các khu công nghiệp khác, lan ra các địa phương khác trên địa bàn tỉnh và đã có ca xâm nhập vào một số tỉnh thành khác. Chúng tôi nhận định trong thời gian tới, Bắc Giang vẫn phải đối mặt với tình trạng tiếp tục gia tăng ca nhiễm, đặc biệt là trong các khu công nghiệp đã phong tỏa, một số địa bàn khu dân cư có mối quan hệ mật thiết với công nhân khu công nghiệp chúng tôi cũng cho rằng khả năng lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn có thể bây giờ chưa thể hiện nhưng mấy ngày nữa sẽ có thể phát hiện thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng khi đó chúng ta phải đối mặt với hai mặt trận khu công nghiệp và cộng đồng tỉnh phải đặt ra trong trạng thái báo động rất cao ở mức độ cao nhất để có thể kiểm soát thật tốt tình hình dịch bộ trưởng nguyễn thanh long nói bộ trưởng cũng cho biết tốc độ lây nhiễm lần này cũng cao hơn rất nhiều so với các đợt dịch trước biến chủng của ấn độ có tần suất lây nhanh hơn biến chủng của anh vì vậy phải chặn nhanh nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến công tác tiêm chủng Bắc Giang cần phong tỏa toàn bộ huyện Việt Yên và một số xã của huyện Yên Dũng do người dân giữa hai huyện này giao lưu nhiều, phong tỏa phải làm thật nghiêm, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Về xét nghiệm, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng hỏa tốc trả mẫu của tỉnh còn hạn chế, hiện Bộ Y tế đã cho xét nghiệm nhanh kháng nguyên, nếu dương tính thì phải xét nghiệm lại bằng PCR. Tuy nhiên ngay cả khi chờ xét nghiệm PCR mà kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính thì vẫn phải xử lý như ca dương tính. Tỉnh nên huy động xét nghiệm tổng lực, trong đó đẩy nhanh xét nghiệm kháng nguyên, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói. Đơn vị nào có năng lực đủ điều kiện xét nghiệm thì tiến hành thực hiện ngay. Chúng tôi không hạn chế, giải tỏa ngay 70.000 mẫu để phát hiện ngay F0 và tiến hành các biện pháp phòng chống dịch, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh. Ngay tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bệnh viện Bạch Mai, Trường Đại học Y Hà Nội và bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ Bắc Giang xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Bộ Y tế đã hỗ trợ Bắc Giang 40.000 sinh phẩm xét nghiệm PCR, tuy nhiên Bộ Y tế sẽ hỗ trợ thêm 20.000 sinh phẩm xét nghiệm nữa cho tỉnh, tổng là 60.000 sinh phẩm xét nghiệm. PCR. Về trang thiết bị phòng chống dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế giao vụ kế hoạch tài chính giả soát ngay lập tức và cấp xuất chuyển ngay khẩu trang quần áo bảo hộ cho Bắc Giang. Tinh thần chung của Thủ tướng là hỗ trợ tối đa cho Bắc Giang phòng chống dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. Thiết lập ngay 50 phòng ICU phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại chỗ.